đi U23 châu Á, cuộc đua khốc liệt trước g. với màn trình diễn tương đối ổn ở giai đoạn cuối tại SEA Games 30, Văn Toàn đang được coi như sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang Seo trong khung thành U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thực tế trên đất Philippines, màn trình diễn của Văn Toàn trước thời điểm Bùi Tiến Dũng phải trên băng ghế dự bị cũng không hẳn tạo sự an tâm cho thầy Park, nên cũng chưa thể nói là chắc suất bắt chính, không chỉ chưa hơn được Bùi Tiến Dũng về mặt chuyên môn kinh nghiệm trận mạc ở các giải đấu đỉnh cao của Văn Toàn dường như cũng thua sút so với đồng đội vừa chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Để cuộc chiến cho vị trí số 1 tới đây thực sự khốc liệt. Thậm chí, đàn em ELNIE cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh nếu như các đàn anh mắc sai lầm, bởi gần như chắc chắn ông Park sẽ mang theo ba thủ môn thay vì hai như ở SEA Games khi vòng chung kết U23 châu Á được đăng ký 23 cầu thủ trừ đi ba thủ môn gần như chắc suất. Những cầu thủ khác cũng sẽ đua tranh khốc liệt để lọt vào danh sách 20 cái tên còn lại tham dự vòng chung kết U23 châu Á sắp khởi tranh ở Thái Lan. Nhìn vào danh sách U23 Việt Nam lúc này, nhóm cầu thủ từng tham dự SEA Games 30 gần như đã chắc suất, trừ những trường hợp bất khả kháng vì chấn thương vào giờ chót. Vì thế, năm cái tên rời đội vào giờ chót sẽ rơi vào nhóm 11 cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên sau này, trong bối cảnh eo hẹp cả về thời gian cũng như một suất triệu tập sau SEA Games khó thoát khỏi tay đình trọng, để cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á không đơn giản với những cái tên như Thiện Đức, Dũng Quang Nho, Hữu Thắng, Mạnh Dũng, đi vào vào cụ thể hơn. Nhiều khả năng ông Park sẽ mang sang Thái Lan 3 tiền đạo và trong số đó sẽ chỉ dành cho một trong hai cái tên là Mạnh Dũng hoặc danh chung mà thôi, bởi Tiến Linh hay Đức Trinh đã chắc suất. Đau đầu nhất với huấn luyện viên Park Hang Seo vào lúc này e rằng nằm ở những tấm vé nơi hàng phòng ngự, bởi ngoài việc phải tìm nhân tố thay thế xứng đáng cho Văn Hậu, trọng hoàng gia thì tại đây còn khá nhiều cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc phải phân vân.